Thưa quý vị, đông đảo người dân và du khách đã cùng trải nghiệm du ngoạn sông Hàn về đêm vào tối qua. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021. Tại cảng sông Hàn, đông đảo người dân và du khách rất hào hứng khi nhận những tấm vé miễn phí và làm thủ tục lên tàu để bắt đầu hành trình du ngoạn sông Hàn về đêm. Đúng 20 giờ, những chiếc tàu cùng khởi hành nối đưa nhau đưa khoảng 1.000 hành khách ngắm nhìn khung cảnh dọc hai bên bờ sông Hàn và lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đến với Đà Nẵng. Trên mỗi tàu đều có hướng dẫn viên giới thiệu về các cây cầu cũng như một số điểm du lịch hút khách của thành phố như cầu tình yêu, tượng cá chép hoa rồng. Trong hành trình du ngoạn tối qua, các du khách cũng được thưởng thức cầu rồng phun lửa, phun nước cảm thấy rất là vui và thú vị ạ bởi vì là có thể ngắm nhìn toàn cảnh đà nẵng ở trên sông rồi cũng có thể được xem biểu diễn các, các tiết mục rồi cũng có thể giao lưu với tất cả mọi người buổi tối thường thì mình hay đi qua những cái cầu á là mình sẽ ngắm trên ở trên cầu thôi nhưng mà hôm nay được đi xuống dưới đây thì thấy một cái trải nghiệm nó khác lạ hơn rất là nhiều mình tới đây mình thấy rất là vui ờ, nên là mình sẽ giới thiệu cho anh chị em họ bạn thân bạn bè tới tham quan Đà Nẵng. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, hoạt động du ngoạn sông Hàn về đêm miễn phí sẽ tiếp diễn trong tối nay từ 20 đến 21 giờ với khoảng 1.000 người dân và du khách đăng ký trải nghiệm. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch đường sông của Đà Nẵng, tạo đà phục hồi cho du lịch đường thủy nội địa thời gian đến.